Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường tiểu học Lương Định của. Tiết học của chúng ta ngày hôm nay nằm trong chủ đề Mỗi người một vẻ. Chúng ta học bài 2 Làm việc thật là vui. Nội dung bài học ngày hôm nay là nghe viết làm việc thật là vui. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là nghe viết đúng đoạn văn, làm quen với tên gọi một số chữ cái, phân biệt sờ sờ, en en. Trong tiết tập đọc làm việc thật là vui, ở hoạt động tự liên hệ bản thân, cô đã nhận được rất nhiều những bông hoa xinh xắn. Kể tên những việc em đã làm ở nhà mà em thích như quét nhà, nhặt rau, dọn bát đũa, gấp quần áo, tưới cây. Cô tuyên dương các em đã biết phụ giúp ba mẹ làm một số công việc mà em thích. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một đoạn chính tả trong bài đọc này nhé. Cô mời các em lắng nghe đoạn chính tả mà hôm nay các em sẽ viết. Bé làm bài, bé đi học. Học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em. Bé cũng luôn luôn bận rộn, mà lúc nào công việc cũng nhộn nhịp, cũng vui. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung của đoạn chính tả này nhé. Các em hãy cho cô biết khi làm việc bé cảm thấy như thế nào. Các em đã có câu trả lời chưa nào? À, câu trả lời sẽ là bé cũng luôn luôn bận rộn, mà lúc nào công việc cũng nhộn nhịp, cũng vui. Ở đoạn chính tả này, các em cần chú ý một số từ mà các em dễ viết sai. Đó là từ quét nhà. Các em lưu ý tiếng quét có vần S âm cuối tờ. Từ nhặt rau. Các em lưu ý tiếng nhặt có vần ách âm cuối tờ. Từ bận rộn. Các em lưu ý tiếng bận có vần ân, tiếng rộn có vần ôn. Hai tiếng này đều có âm cuối là n. Từ nhộn nhịp. Các em lưu ý tiếng nhịp vần íp. Bây giờ các em hãy lấy vở ra và cùng viết từ khó với cô nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Các em hãy viết cho cô các từ sau. Quét nhà. Nhặt rau. Bận rộn. Nhộn nhịp. Các em đã viết xong rồi phải không? Cô mời các em đọc lại một lần nữa các từ đó với cô nhé. Quét nhà, bận rộn, nhặt rau, nhộn nhịp. Bây giờ, các em hãy nhìn lên những từ của cô và kiểm tra xem mình đã viết đúng các từ đó chưa. Cô tuyên dương những em nào đã viết đúng hết những từ khó mà mình vừa viết. Còn em nào viết sai thì các em hãy cẩn thận sửa lại cho đúng nhé.
khi trình bày bài viết, các em lần cần lưu ý như sau. Lùi vào 5 ô khi viết tựa bài. Lùi vào 2 ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu. Thử thách đối với các em là viết hoa chữ cái đầu câu. Cô cũng nhắc nhở các em về tư thế ngồi viết. Một tay cầm viết, một tay giữ trang vở. Ngồi thẳng lưng, chân đặt đúng vị trí. Khoảng cách từ mắt đến vở 25-30 cm. Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát và nghe cô đọc đoạn chính tả nhé. Làm việc thật là vui. Bé làm bài. Bé đi học. Học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em. Bé cũng luôn luôn bận rộn, mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp, cũng vui. Sau khi cô hướng dẫn xong, các em có thể nhờ ba mẹ đọc lại cho mình viết, hoặc các em có thể nhìn vào bài mẫu, viết lại cho đúng vào vở nhé. Sau khi viết xong, các em hãy tự đánh giá bài viết của mình với các tiêu chí đánh giá như sau. Sai không quá 5 lỗi. Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp, trình bày đúng hình thức. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với bài tập chính tả. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi bông hoa. Cô mời các em nhìn lên bảng sau. Bảng này chia làm 3 cột. Cột thứ nhất, số thứ tự. Cột thứ hai, chữ cái. Cột thứ ba, tên chữ cái. Nếu tên chữ cái của cô là P, các em sẽ viết chữ P. Tên chữ cái là Q, các em sẽ viết chữ Q. Tên chữ cái là R, các em sẽ viết chữ R. Tên chữ cái là SC, các em sẽ viết chữ S. Tên chữ cái là T, các em sẽ viết chữ T. Tên chữ cái là U, các em sẽ viết chữ U. Tên chữ cái là Ư, các em sẽ viết chữ Ư. Tên chữ cái là V, các em sẽ viết chữ V. Tên chữ cái là XC, các em sẽ viết chữ S. Tên chữ cái là y dài, các em sẽ viết chữ y dài. Bây giờ các em hãy quan sát lại bảng trên và cố gắng nhớ tên chữ cái và chữ cái mà chúng ta vừa tìm được nhé. Các em đã nhớ tên của những chữ cái trong bảng mà chúng ta vừa được học chưa nào? Bây giờ các em hãy cùng đọc lại với cô nhé. Tên chữ cái P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y dài. Cô tuyên dương tất cả các em đã nhớ tên những chữ cái mà chúng ta vừa học nhé. Chúng ta sang bài tập tiếp theo. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với mỗi bông hoa. Ở nội dung thứ nhất, chọn chữ S hoặc S vào các từ sau. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Câu trả lời của cô là ở từ chia sẻ, tiếng sẻ, chúng ta sẽ chọn chữ S. Ở từ xung phong, tiếng xung, chúng ta sẽ chọn chữ S. Ở từ sum họp, tiếng sum, chúng ta chọn chữ S.
Chúng ta sang nội dung thứ hai. Điền vần en hoặc en vào các từ sau. Các em đã có đáp án chưa nào? À, đáp án của cô là từ áo len. Tiếng len, chúng ta sẽ điền vần en, en. Từ cái kẽn, tiếng kẽn, chúng ta sẽ điền vần en, en. Từ dế mèn, tiếng mèn, chúng ta sẽ điền vần en, en. Bây giờ các em hãy đọc lại một lần những từ mà chúng ta vừa tìm được nhé. Cô vừa hướng dẫn các em xong tiết chính tả, nghe viết, làm việc thật là vui. Bây giờ các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được qua tiết học này nhé. Cô có 3 mức độ tự đánh giá: tốt, đạt, cần cố gắng. Các em thấy mình đạt ở mức độ nào thì đánh dấu tích vào cột tương ứng. Ở nội dung thứ nhất, viết đúng đoạn văn của bài làm việc thật là vui. Nếu em viết đúng đoạn văn và trình bày đúng thì đánh dấu tích vào cột tốt. Nếu em viết được đoạn văn nhưng còn sai dưới 5 lỗi chính tả thì đánh dấu tích vào cột đạt. Nếu em viết đoạn văn còn sai trên 5 lỗi chính tả thì em cần cố gắng chú ý hơn khi viết chính tả nhé. Ở nội dung thứ hai, làm quen và nhớ tên gọi một số chữ cái quen thuộc. Nếu em nhớ được tên gọi tất cả những chữ cái mà em vừa học thì hãy đánh giá ở mức độ tốt nhé. Nếu em còn quên tên gọi một vài chữ cái thì hãy đánh giá ở mức độ đạt. Nếu em chưa nhớ hết tên gọi một số chữ cái quen thuộc thì em hãy cần cố gắng hơn nhé. Ở nội dung thứ ba, phân biệt sờ, sờ, en, en. Nếu em điền đúng cả 6 từ trong bài tập chính tả, các em hãy đánh giá ở mức độ tốt nhé. Nếu em còn sai 1 đến 2 từ trong bài tập chính tả, em hãy đánh giá ở mức độ đạt. Nếu em chưa điền đúng cả 6 từ trong bài tập chính tả thì em hãy cố gắng lên nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em về nhà cố gắng viết thật đúng đoạn chính tả và làm đúng các bài tập mà hôm nay chúng ta vừa được học nhé. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.